chiến tranh, là những cuộc đụng độ quân sự giữa các bên, là cột mốc đánh dấu những chuyện trong quá khứ được lưu danh vào lịch sử, mà tới những ngày sau này hậu quả của nó vẫn còn dai đẳng. Những gì mà nó để lại còn ảnh hưởng tới thế hệ trẻ ngày nay, những con người chưa từng đối diện với giặc thù, với sa trường mịt mù lửa khói, chưa từng cảm nhận nỗi đau xác thịt, mất mát và ám ảnh về tinh thần như các tiền nhân sanh ra trong thời loạn lạc. Chiến tranh không chỉ là những chiến thắng huy hoàng hay những trận đánh thất bại nhục nhã, mà nó còn là những đau thương, là máu, là nước mắt, là âm dương cách biệt. Có những người lính với trái tim quả cảm đã nằm xuống mà vĩnh viễn không được ghi danh. Cũng có những người mẹ, người vợ vẫn từng đêm trong ngóng trông con mình trở về. Mỗi một người lính ngã xuống nơi chiến trường khói lửa, thì ở đâu đó có một người mẹ đang ôm kỷ vật của con mình mà đau tới xé nát tâm can. Chiến tranh còn là những tháng ngày không nhà, không cửa, không người thân, là chuỗi ngày lang thang khốn khổ. Bên cạnh những người anh em đang ngày đêm dấn thân nơi xa trường, thì đâu đó vẫn có những người lính nơi tiền đồn lúc nào cũng phải đối diện với thời tiết lạnh lẽo về đêm. Có khi là những cơn mưa buồn rã rích làm cho lòng lính càng thêm nhớ quê nhà. Dưới đôi mắt mộng mơ của họ, xung quanh có thể là đồi núi chập trùng, sương mù giăng kín. Nhưng thực tế, đó là những tháng ngày mở mắt ra, là nghe tiếng rền vang của bom đạn, là mùi máu tươi tanh tưởi. Không ai có thể thấu hiểu được nỗi khốn khổ của người khác, vì mình không phải họ. Thật vậy, chỉ khi đến gần hơn với người lính mới có thể cảm nhận được phần nào sự gian khổ, chịu đựng của các anh. Đối mặt với thời tiết lạnh lẽo nơi núi rừng thăm thẳm, cần phải có một chút gì đó để sưởi ấm. Chẳng hạn như một điếu thuốc hay là ly trà nóng. Nhưng chỉ cần một chút sơ suất, họ có thể bị kết liễu bởi những tay bắn tỉa của quân thù. Tiền đồn cách danh trại quá xa, là nơi đối diện với quân thù, khó có thể tiếp viện ngay lập tức nếu có sự cố bất ngờ. Do vậy, các anh phải có tinh thần thép, sẵn sàng tự chiến bất cứ lúc nào để đương đầu chống lại những cuộc tấn công đầu tiên của địch. Song, bên cạnh những chiến công lẫy lừng là quân thù bạt vía, kinh hồn, có mấy ai hình dung được hình ảnh của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải ngày đêm kỳ chặt tay súng trên vòng gác cao, nơi tiền đồn heo hút gió. Có ai thấy được mấy lần các anh bị bắn tỉa, trúng đạn của địch, thân xác nhuộm đầy máu đỏ, ngã xuống từ vòng gác cao, máu thấm đậm chiến bào, máu rơi trên nền đất lạnh, máu đọng lại trên những bụi gai nhọn, cào cửa thân xác anh. Những người chiến sĩ đã đem da thịt của mình chiến đấu vì quê hương, tổ quốc. Bài hát Đêm Tiền Đồn được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác sau khi đoàn văn nghệ của ông lên Đà Lạt biểu diễn. Khi gần tới doanh trại quân đội, đoàn xe của ông phải vượt qua sự kiểm tra của các đơn vị nơi tiền đồn. Những người lính rất vui mừng chào hỏi với nụ cười trên môi. Lúc này, Lam Phương chợt suy nghĩ, giữa thời tiết cao nguyên lạnh giá, những người ngồi trong xe còn cảm thấy buốt bởi cơn mưa lạnh thấu xương kèm theo sương mù dày đặc. Vậy mà, người lính nơi tiền đồn phải gồng mình canh gác giữa thời tiết khắc nghiệt. Ngày đêm đó, ông đã sáng tác bài hát Đêm Tiền Đồn dưới ánh đèn canh gác giữa những làn sương mù mịt. Đời lính chiến không hề biết trước ngày mai. Bởi vậy, khi gặp nhau được lúc nào thì cứ trân trọng giây phút đó, vì không biết ngày mai có còn được gặp nhau lần nữa, hay đó chính là lần sau cuối. Có nhiều người có những suy nghĩ khác nhau về ý nghĩa của bài hát. Người thì nói đó là lời tâm sự giữa hai người lính. Người khác thì
thì lại nói đó là lời mà một cô gái nói với người yêu của mình khi đến thăm anh nơi cao nguyên lạnh giá. Thật vậy, nghệ thuật là sự sáng tạo. Hãy cứ tưởng tượng và hiểu theo cách mình thích. Đó mới là sự cảm thụ âm nhạc đích thực. Đêm ấy, trời cao nguyên rất tĩnh lặng. Bên cạnh những người lính gác nơi tiền đồn lạnh giá, còn có những người lính đóng quân nơi rừng sâu cũng nằm bên nhau chờ trời sáng bên dòng suối âm vang vỗ về giấc ngủ. Ngoài kia là pháo kích bơm rơi, các anh vẫn vậy, vẫn thi hành bổn phận người quân nhân với mong ước có một ngày hòa bình được trở về cùng vui vẻ bên gia đình. Đôi
chân vẫn chưa mòn trên núi cao. Khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mày. Những đêm này con ghi mãi lòng nhớ. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mày. Những đêm này con ghi mãi lòng. Hãy
lòng trái nơi.